tin tức địa phương như thế nào, được cho ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2018. Today in, ứng dụng cung cấp tin tức địa phương trên Facebook đã được đưa vào sử dụng và đang từng bước trở thành kênh cung cấp thông tin đối với hàng tỷ cư dân mạng trong khi số lượng các kênh tin địa phương sụt giảm. Theo thông báo của Facebook ngày 28 tháng 11 năm 2018, người phụ trách Today in, giám đốc dự án báo chí của Facebook Antia Watson song cho biết, ứng dụng này được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người sử dụng Facebook, trong đó 50% ý kiến mong muốn tiếp nhận thêm nhiều tin tức địa phương và thông tin cộng đồng với chủ đề đa dạng từ tin thời sự, thông tin tội phạm hay cập nhật thời tiết. Nhiều ý kiến cho rằng những thông tin này rất hữu ích để họ sắp xếp thời gian biểu hàng ngày, cụ thể liên quan đến việc đi lại hoặc thậm chí cả kế hoạch kinh doanh. Mới đây, giám đốc dự án báo chí của Facebook Antia Watson Strong cũng tiết lộ Today In đã thu hút được 1,6 triệu người dùng thường xuyên. Today In, điểm lại hơn 1.200 tờ báo địa phương hàng tuần, địa bàn phủ sóng của dịch vụ từ 6 thành phố ban đầu đã tăng lên 400 thành phố và thị trấn hiện nay, giúp người dùng Facebook có thể lựa chọn các thông tin mang tính chất địa phương từ tìm người mất tích cho đến kết quả bầu cử địa phương, thông tin tội phạm, ứng dụng Today in không kích hoạt tự động cho mọi người dùng Facebook, bảo đảm quyền lựa chọn thông tin của người dùng